lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát có khả năng làm việc khó làm là ở trong tự tánh không của tất cả pháp mong cầu quả vị giác ngộ cao tột muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột phật dạy đúng vậy đúng vậy này thiện hiện như lời ông nói các đại bồ tát có khả năng làm việc khó làm là ở trong tự tánh không của tất cả pháp mong cầu quả vị giác ngộ cao tột muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát tuy biết tất cả pháp như huyễn như mộng như tiếng vang như ảnh tượng như bóng sáng như bóng nắng như sự biến hóa như ảo thành tự tánh đều không nhưng vì nghĩa lợi cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tội vì khiến cho thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tội vì khiến thế gian được an lạc mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn cứu vớt thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm nơi nương tựa cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm nơi cư trú cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm con đường rốt ráo cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm cổ lao cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm ánh sáng cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm ngọn đuốc cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm đạo sư cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm tướng soái cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì làm chỗ hướng đến cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì khiến thế gian được nghĩa lợi mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành bố thí phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành tịnh giới phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành an nhẫn phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành tinh tấn phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành tịnh lự phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột vì muốn giải thoát các nỗi thống khổ của tất cả hữu tình mà tu hành bát nhã phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm cho thế gian được nghĩa lợi mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì khiến cho thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì cứu vớt hữu tình ra khỏi sự sợ hãi của năm thú đặt họ ở bờ niết bàn vô ý kia mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì khiến thế gian được lợi ích mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì khiến thế gian được an lạc mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì cứu vớt hữu tình khỏi yêu sầu khổ não đặt họ ở bờ niết bàn an ổn kia mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì khiến thế gian được an lạc mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì muốn cứu vớt các thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì muốn cứu vớt các khổ sanh tử của hữu tình mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột mới có khả năng nói đúng như thật pháp đoạn khổ hữu tình nghe rồi nương vào giáo pháp ba thừa mà lần lượt tu hành để được giải thoát này thiện hiện đó là đại bồ tát vì muốn cứu vớt các thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì làm chỗ nương tựa cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát vì khiến tất cả hữu tình có các sự sanh lão bệnh tử sầu than khổ yêu não giải thoát khỏi sự sanh lão bệnh tử sầu than khổ yêu não an trụ cõi vô dư y niết bàn mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là đại bồ tát vì làm nơi nương tựa cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột